Assignment 1 của mình đối với lại môn Java. Thì khi mà các bạn học môn Java đó, thì nó chỉ chuyển ngôn ngữ từ C sang Java là chính, ở phần cơ bản. Cho nên nếu mà mình học C chắc thì qua Java rất dễ. Và bài assignment 1 của Java là giống y chang của C, chỉ có khác ngôn ngữ thôi. Thì trong này bài assignment 1 của mình có hai cái phần. Phần thứ nhất là các bạn sẽ viết một cái menu gồm 9 yêu cầu. Assignment 2 là các bạn triển khai 9 yêu cầu này ra. Vậy chúng ta sẽ hướng dẫn làm cái assignment 1 trước. Các bạn sẽ new một cái package giúp cho thầy. Assignment. Trong cái assignment này, các bạn làm cho thầy assignment 1. Chú ý chỗ này. Khi các bạn làm xong assignment 1, các bạn copy cái code này, chuyển qua assignment 2 là một cái file mới. Cho nên trong cái package mà assignment của các bạn có hai file giúp cho thầy. Ít nhất là hai cái class chính. Đừng có nói rằng là thầy ơi, assignment 1 của em làm thành assignment 2 luôn. Copy ra hai class dùm cho thầy nha. Trong cái assignment 1 này của mình, thôi tập trung đi, tí nữa mình sẽ bàn tiếp. Cái cách giải của thầy đôi khi nó khác với cách giải của giảng viên dạy C các bạn. Cho nên mình xem có gì học được thêm hay không. Như vậy hiện nay chúng ta trước tiên là chúng ta dùng cái lệnh xuất ra. Đó, xuất ra, bôi đen hết cái này. À, để thêm một cái lệnh main vô đây chứ. Main. Rồi các bạn phải tab hết tất cả các cái này vô giúp thầy nè. Đúng tab của nó nha. Và bạn thêm cái lệnh gì đây? Add out. Đó. Xuất. Trước tiên là xuất cái đã. Tính tiếp. Xuất cái đã rồi tính tiếp. Add out. Y2 bỏ vô. Lấy Y3 bỏ vô. Khỏi cần suy nghĩ là cái Y đó có yêu cầu gì. Mình cứ copy từ bên kia qua. Y4. Y5. Y6. Y7. Còn không thì Y8. Y9. 7. 8. 9. Vinh đã viết xong. Nghe. Nghe. Như vậy xong chưa? Xong chưa? Đây không phải là menu. Menu. Này là menu trong nhà hàng. Chỉ cần xuất ra và nhìn thôi. Nhưng mà menu trong tin học của mình là làm gì? Phải chọn, phải quay lại, phải lặp lại được. Chứ còn nếu đây gọi là menu là chưa đủ trong tin học của chúng ta. Vậy chúng ta mong muốn quay trở lại thì chúng ta phải làm gì với các lệnh này? Dùng cái do while hoặc while, tùy cách các bạn viết. Nếu mình dùng do while thì tại sao là while, mà tại sao do while nhớ không? À, ít nhất một lần. Tại vì mình hỏi là
chọn chức năng thì ít nhất chọn một lần cái đã rồi thoát hay không tính tiếp. Cho nên do why. Vậy chỗ này chúng ta sẽ sử dụng lệnh do mở ngoặc why. Why cái gì? Why cái gì? À, như vậy ở chỗ này trước tiên là mình do why nguyên cái đám nhỏ này bên trong cái đã. Đó. Và nhớ có copy xuống thì tab vô. Bởi vì tất cả những lệnh này là con của do. Và các bạn thấy nè, ở đây nó có cái dấu đường giống nè. Cho nên nhìn vô đường giống là biết các bạn có tab hay không liền. Nếu mà cái code của các bạn mà nó không nằm đúng cái vị trí đường giống, tức là bạn không tab. Cho nên tại sao lúc nãy mà thầy nhìn thầy biết là các bạn chỉ có 1-2 cái space mà không phải tab là vậy đó. Để biết được là có tiếp tục hay không thì các bạn sẽ cần một cái phím để lưu giữ có hay không. Có hay không. Vậy mình chỉ cần ký từ có hay không. Trong này có character không ta? Kiểm tra. Có không? Có. Mình thử xem. Thử xem nhé. Còn không, mình dùng string trước đi. Rồi sau đó mình sẽ làm cái character sau. Tại vì sao mình dùng string? Tí nữa thấy nó có cái hay của nó. Rất hay các bạn nhé. Chỗ này chúng ta sẽ có scan và chúng ta chỉ cần gõ SC Control Space. Nó nhảy ra gợi ý cho chúng ta dùng scan enter. Vừa có được chữ scan, vừa có được import. SC Control Space bằng new S Control Space. Rồi mở ngoặc system.in chấm phẩy. Sau khi xuất menu xong thì chúng ta sẽ lấy cái này nhận vào một giá trị để gán vào kiểm tra. Kiểm tra bằng chấm net line. Kiểm tra xem có tiếp tục không. SUT xịt N. À, bạn chọn một chức năng. Chọn một chức năng. Rồi. Chọn một chức năng. Chỗ này mình để chọn đi cho nó hợp lý. Chọn một chức năng. Vậy chỗ này Y1, Y2, Y3 mình bỏ cái Y đi. Nếu 1, nếu 2, nếu 3, nếu 4, nếu 5. Vậy thì thoát theo các bạn chọn số mấy. Cái menu của mình thêm cái thoát chọn số mấy. Chính xác. Tại sao không phải là số 10? Tại sao không phải là số 10? Chưa thuyết phục. Chưa thuyết phục lắm. Chính xác. Một là số 10 nhắn 2 lần mệt hơn. Thứ hai là nếu như các bạn phát triển thêm một chức năng nữa thì chức năng mới đó là số 10 và thoát phải là số 11. Bởi vì cuối cùng nếu bạn phát triển tiếp một chức năng nữa thì chức năng mới là 11 và chức năng thoát phải là 12. Mệt không? Vậy chức năng thoát của mình để là 0. 0. Kết thúc chương trình. Thì nó tiện hơn. Đó, lý do chứ không phải là chỉ thích ha. Chọn. Vậy chỗ này K
khi nào thì thoát? Chọn sao? Khi nào thì thoát? A. À, chỗ này mình bị nhầm tí xíu, chỗ này in. Khi nào thì thoát? In chỗ này mình sẽ net in bởi vì mình chọn số. Rồi khi nào thì thoát? Khác không? Nếu chọn khác không. Rồi thử nha. Chưa làm gì hết, mình cứ làm đơn giản cứ đi. Chọn chức năng 1 quay lại, 0 thoát. Ok, tạm thời là như thế. Thứ 0 là thoát, còn những chức năng khác là nó quay lại. Ví dụ mình chọn chức năng 7 quay lại, chức năng 12 quay lại luôn. Vậy mình phải xử lý chỗ này nữa, xử lý tiếp chỗ này nữa. Và ở đây khi mà bạn chọn một chức năng rồi thì nó sẽ bắt đầu thực hiện cái gì? Thực hiện gì các bạn? Seek key. Ứng với cái chọn thì chúng ta sẽ có một cái công việc. Ứng với cái chọn này sẽ có một việc để làm. Key cần không không? Có cần không không? Bởi vì không là nó nhảy xuống dưới rồi, không cần. Mình chỉ cần một thôi. Nếu key bằng một thì tạm thời mình dùng cái lệnh này cho nó nhanh. Tạm thời key bằng 2 thì xuất cái này ra. Tí nữa mình sẽ đẩy cái này vào trong hàm. Còn bây giờ thì tạm thời mình chưa sử dụng đến hàm. Key bằng 3. Mình làm tương đối nhanh đúng không? Key bằng 4. Key bằng 4. Key bằng 5. Key bằng 6. Key bằng 7. Tám. Chín. Cái cuối cùng là cái gì? Default. Chuyện gì xảy ra? À, bạn cần chọn chức năng từ 1 đến 9. Bạn cần chọn chức năng từ 1 đến 9. Chọn chức năng 1. Chỗ này của chúng ta nó đã in ra chưa? Chức năng 1 đây rồi nè. Ở trên này mình thêm cái gì nữa cho nó dễ thấy? Menu. Chọn số 1.
Như vậy sau khi chọn số 1 xong nè, đến menu lại, chọn số 8. Số 8 xong, chọn số 0. Rồi, vấn đề chỗ này là gì? Vấn đề của chúng ta là gì? Làm sao để giải quyết chỗ này? Bởi vì không mình đâu có lựa chọn trong đó đâu. Cho nên chỗ này để cho nó đẹp hơn thì chỗ này chúng ta làm gì nào? Khi không. Ok. Chào tạm biệt. Khỏi cần ấy ha, mình muốn break cũng được. Chào tạm biệt. Như vậy lúc này chúng ta chọn số 0. Chào tạm biệt. Hoặc là có nhiều bạn làm giống như thế này. Ở chỗ cái switch này nè, cái chọn này, các bạn có thể dùng Y do luôn và Y to là lập vô hạn. Nhưng mà tại đây thì chúng ta làm gì? Exit 0 vẫn được. System.exit được chưa nào? Assignment phần 1. Hôm sau mình viết thêm các cái hàm nữa rồi vô là xong. Dễ không? Dễ. Phần 1 xong rồi nha. Tạm thời nghỉ đi đây.